Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục vào tiết 31 và 32, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Như vậy thì ở bài thi cuối học kỳ 1, hình thức kiểm tra của các em sẽ là trắc nghiệm và thời gian làm bài là 45 phút và số câu hỏi sẽ là 40 câu. Các em sẽ tiếp tục ôn tập các bài 26, 27, 28 và 29. Các em sẽ xem lại đường link bài giảng tiết 30, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Cùng với đó, ở tiết ngày hôm nay thì cô sẽ ôn tập cho các em. Tiếp theo là bài 30, Kinh tế châu Phi. Ở bài 30, Kinh tế châu Phi, thì các em sẽ cần nắm những nội dung chính sau. Nội dung thứ nhất là nông nghiệp. Trong nông nghiệp thì gồm có hai ngành, đó là ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. Ngành trồng trọt thì các cây công nghiệp được trồng chủ yếu ở vùng Trung Phi, do ở khu vực này có các điều kiện tự nhiên như khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi thuận lợi cho sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm như cacao, cà phê, cọ dầu. Cây lương thực như lúa mì, ngô, kê chiếm tỷ trọng nhỏ, hình thức nương rẫy còn khá phổ biến, kỹ thuật còn lạc hậu và sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Cây cà phê được trồng nhiều ở các nước phía Tây và phía Đông của châu Phi. Về ngành chăn nuôi, thì ngành chăn nuôi ở châu Phi còn kém phát triển. Chăn thả gia súc là hình thức phổ biến và còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Ở phần 2, công nghiệp, các em cần nắm những nội dung chính sau. Phần lớn các nước có nền công nghiệp chậm phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp của châu Phi chỉ chiếm 2% toàn thế giới. Châu Phi là một châu lục giàu có về tài nguyên khoáng sản như vàng, kim cương, uranium, nên các hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là khai thác khoáng sản. Một số nước tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, Algeria. Hạn chế của các ngành công nghiệp ở các nước châu Phi là cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu, trình độ kỹ thuật còn thấp, thiếu vốn, thiếu lao động có chuyên môn. Nội dung dặn dò của cô trong tiết này là các em sẽ xem lại nội dung bài giảng tiết 30, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1, kết hợp với xem nội dung bài giảng tiết 31 và 32, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 tiếp theo. Và cô chúc các em sẽ làm bài thi thật tốt.